cho nó đỡ lem. Đấy, anh đã sửa rồi. Và phía dưới này này, anh sẽ tô màu này là màu vàng nhé các bạn ơi. Anh sẽ tô màu vàng cho toàn bộ cái... Chào các bạn, lại ra số video mới rồi các bạn ơi. Và hôm nay anh trên tay anh đây. Đây là một chiếc đầm rất là xinh xắn nha các bạn. Và rất là đơn giản, vẽ rất là dễ luôn. Và các bạn hãy lấy giấy bút ra nào. Và anh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một hình đẹp như thế này nha. Và chúng ta hãy tiến hành ngay thôi. Và chúng ta bắt đầu thôi nào. Và bây giờ nha, bây giờ anh sẽ vẽ các bạn cái nơ trước này. Anh sẽ vẽ một vòng như thế này. Rồi anh vẽ vòng đây, anh bo lại đây. Và đây anh kéo lên, rồi kéo qua đây. Và bo xuống này, để cái nơ này. Đây anh kéo ra này, chữ sống chữ V này. Kéo ra đây này, rồi kéo ở đây này. Kéo xuống này, rồi chữ V này. Được chưa các bạn? Và tiếp theo là từ đây này, anh chấm này. Anh vẽ kéo xuống, vòng xuống này. Bên này anh kéo vòng xuống, hai bên đều nhau này. Và tiếp theo từ đây anh vẽ xuống hai bên bằng nhau nha các bạn. Và từ đây anh kéo xuống này, bên này anh cũng kéo xuống cho bằng bên kia. Rồi từ đây anh kéo xuống chỗ cái nơ này, bên này anh cũng kéo xuống. Rồi từ đây anh kéo vào đây một đường thẳng đây. Và tiếp theo từ đây này anh kéo một đường bắt qua bên này, được chưa nào? Và tiếp theo là cái chân váy này, từ đây này anh chấm này, một chấm này, hai chấm này. Rồi anh kéo từ đây kéo thẳng xuống này. Các em nhớ kéo thẳng xuống nha. Kéo thẳng nó xuống. Đấy. Và bên này cũng vậy. Từ chỗ này qua chỗ này anh kéo thẳng xuống này. Kéo thẳng nha các bạn ơi. Các bạn kéo thẳng. Rồi sau đấy anh chấm từ đây, anh vòng ra đến chỗ chấm này. Rồi từ đây anh vòng qua đây. Đây, cho cái vòng cung nó bằng nhau này. Rồi tiếp theo là anh sẽ tô đậm này các bạn. Tô đậm để chúng ta bắt đầu tô màu nha các bạn ơi. Và các em thấy vẽ một chiếc váy có đơn giản không nào? Rất là đơn giản luôn nha các bạn. Và chúng ta hãy lấy bút màu ra nè, bút sáp nè, và những bút nước, màu nước nè. Và chúng ta hãy tiến hành tô màu cùng anh nha các bạn ơi. Và các bạn xem anh tô màu có đẹp không nha. Và chúng ta hãy tiến hành thôi. Và tiếp đến phần tô màu này. Bây giờ anh sẽ vẽ màu, anh sẽ tô màu hồng này. Tô màu hồng cho cái phía trên của chiếc váy này nha các bạn ơi. Đây, màu hồng. Các bạn xem là anh tô màu có đẹp không nha. Màu hồng lên rất là dễ thương này. Ồ, nó hơi lem một xíu ra ngoài. Xíu nữa anh sẽ sửa lại nhé các bạn. Xíu nữa anh sẽ tô cái viền lại một xíu nhé, cho nó đỡ lem. Đấy, anh đã sửa rồi. Và phía dưới này này, anh sẽ tô màu này là màu vàng nhé các bạn ơi. Anh sẽ tô màu vàng cho toàn bộ cái chân váy ở dưới này. Được chưa các bạn? Toàn bộ màu vàng nha. Các bạn theo dõi xem anh tô màu có đẹp không nha các bạn. Và các bạn hãy lấy bút màu ra này. Và hãy cùng tô với anh nhé, xem ai là người sẽ là tô đẹp hơn này các bạn. Đấy, các bạn lấy bút màu này, bút sáp ra này. Và chúng ta hãy cùng tô với nhau. Và chúng ta hãy cùng học màu sắc với nhau này. Đây là màu vàng này các bạn. Và phía trên là màu hồng đấy. Đây, chân váy là màu vàng. Anh đã tô gần xong rồi nha các bạn ơi. Và xong nha các bạn. Và tiếp theo này là đến màu xanh lá cây này các bạn. Đây là màu xanh lá cây nha các bạn. Và tiếp theo là đến màu cam này. Màu cam anh sẽ tô cho hai cái dây này. Và ở giữa này anh sẽ tô màu nâu này. Và trên này anh sẽ tô màu xanh nước biển này các bạn ơi. Màu xanh nước biển nha các bạn. Và anh đã tô xong rồi nha. Các bạn thấy thế nào nào?